Đúng rồi, Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2017. Thầy Luân xin trân trọng giới thiệu bộ sập vụ thập điểu quần mai. Kích thước 1m8 x 2m2. Đã có khách hàng ông tên gì anh nhỉ? Ông Sơn ở phố Bùi Dương Trạch, Hà Nội về ký duyệt phần mộc để bên nhà tôi hoàn thiện anh Vili. Toàn bộ là cái sập này là cổ niên, dạ tiền dày 12, chân vuông 24, dạ ngang dày 10, mặt dày 2 phân động. Toàn bộ đều làm chất liệu gỗ vụ đá chất nặng rất là đẹp và vẫn đang để mộc. Ông ký cả mặt, ông ngồi xuống trong ký nguyên mặt có thể. Sau khi khách hàng ký nghiệm thu xong phần mộc, chúng tôi sẽ cho hoàn thiện là đánh vết ly. Mình sẽ quay toàn bộ đường nét đục chạm nó rất là đẹp. Thập điểu quần mai. Ngoài cái mẫu chiếc sập này ra thì luôn chúng tôi còn có rất nhiều những cái sập giống như này đang trưng bày tại cơ sở 1 Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội, và tại cơ sở 2 là 71 và 73 phố Quan Cao, thành phố Hải Phòng. Đã có các mặt hàng như này trưng bày. Ông đứng đây cháu quay phim mà đẹp. Ông lão lên hình rất là đẹp lão. Ông ký luôn trả chân hậu cũng được. Vì là bộ này nó có số của nó, có nắp chân khác mà không được. Đấy, nếu không phải đi tìm số 14-15 nằm lúc 20 cái rồi. Cái này cái số bao nhiêu, số 14 này. Em phải đúng số nào được, không đúng không vào được. Làm từ tháng 6 năm 2017. Bộ nó khô cháy rồi. Toàn bộ cái mặt sập phục vụ được tích thập điểu quần mai. Sau con clip này chúng tôi sẽ cho hoàn thiện là đánh vết ly trần, còn nguyên vật gỗ để cho bàn giao đúng tiến độ khách hàng. Khách hàng yêu cầu sở hữu một trong những sản phẩm đặc sắc này, liên hệ số điện thoại 0972770888 và 0967110389. Thì luôn xin tạm dừng video clip tại đây.